Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh Đồng Nai, thì từ nay đến tháng 3 2019, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng 30.000 lao động, trong đó nhu cầu lao động phổ thông chiếm hơn 90%. Tại Đồng Nai, có một số doanh nghiệp cần tuyển lao động với số lượng lớn. Điển hình như công ty Trang Sinh Việt Nam, đóng tại huyện Vĩnh Cửu, cần tuyển hơn 4.500 công nhân phổ thông. Công ty Pô Sung Việt Nam tuyển 3.000 lao động. Việc tuyển công nhân là do doanh nghiệp xây dựng thêm nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Ngoài ra, sau Tết Nguyên đán 2019, một số lao động không quay trở lại làm việc nên doanh nghiệp phải tuyển người để bù đắp sự thiếu hụt này. Thu nhập cho công nhân mới vào làm việc tại các doanh nghiệp trung bình khoảng 6,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Ngành nghề doanh nghiệp tuyển nhiều nhất là may mặc, giày da, đồ gỗ. Bên cạnh đó, để kết nối cung cầu lao động, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động tại các địa phương, trường học, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tìm kiếm lao động ở các địa phương khác.